Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phong tỏa Hà Nội, Chu Ngọc Anh tiễn dân về trời. Sau đợt xét nghiệm Covid trên diện rộng, thành phố Hà Nội đã quyết định gia hạn giãn cách xã hội thêm 2 tuần từ ngày 6 tháng 9. Điều này làm cho người dân vô cùng khó khăn, doanh nghiệp sụp đổ. Dù con số lây nhiễm không cao, chính quyền thành phố Hà Nội vẫn lo ngại vì biến thể Delta của Covid-19 đã đẩy con số lây nhiễm trên cả nước Việt Nam lên quá 524.000 ca, theo hãng tin Reuters chia sẻ. Nhưng con số thực tế sẽ còn gấp nhiều lần vì thống kê không hết. 1/3 của 8 triệu cư dân Hà Nội đã được tiêm chủng đủ liều, hãng truyền thông Reuters cũng trích dẫn nguồn chính thức của nhà nước Việt Nam cho biết. Và Việt Nam hiện có mức tiêm chủng thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực, tương đương với châu Phi mà thôi. Với chỉ 3,3% dân số trên tổng số 98 triệu dân tiêm đủ liều và 15,4% được có một mũi. Đây là hình ảnh việc áp dụng giấy phép đi đường ở Hà Nội đang gây nên nhiều bức xúc trong dư luận. Theo trang Lao Động, vào sáng ngày 6 tháng 9, sau khi phân chia các khu vực đô thị ra nhiều vùng theo màu đỏ, cam và xanh, thì vùng 1 tiếp tục giãn cách xã hội. Trên nhiều tuyến phố Hà Nội, lượng xe cộ buổi sáng đầu tuần vẫn đông đúc rất nhiều. Từ 6 giờ ngày 6 tháng 9 đến 6 giờ ngày 21 tháng 9, vùng 1 nội đô Hà Nội sẽ tiếp tục bước vào đợt giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tới ngày 21 tháng 9 để phòng chống COVID-19. Các báo tại Việt Nam và mạng xã hội đăng cảnh xe máy ùn tắc tại một chốt chặn y tế ở Cầu Diễn và các nơi khác. Điều này sẽ dẫn đến virus corona lây nhiễm càng kinh khủng hơn. Tờ báo Lao Động cũng cho hay lượng giao thông tăng trên các đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Xã Đàn, v.v. Việc áp dụng giấy phép đi đường mới có mã vạch nhưng lại in ra giấy chứ không phải loại QR code lưu trong điện thoại thông minh khiến cộng đồng mạng xã hội đặt câu hỏi về logic của việc chống dịch mà chính quyền thành phố Hà Nội do ông Chủ tịch Chu Ngọc Anh chỉ đạo áp dụng có vô lý hay không. Vì điều này rất lạc hậu. Những lời phản nàn chủ yếu nhắm vào hai chuyện. Thủ tục vòng vèo phức tạp về các bên cấp giấy phép. Ví dụ, có cơ quan cấp giấy phép, nhưng sẽ có công an thành phố xác nhận, in ra và cung cấp cho người đi làm, gây thêm tụ tập đông người ở nơi in và cấp giấy này. Và với việc giãn cách không được thực hiện, thì virus corona sẽ lây từ người nọ sang người kia trong những khu như thế. Sự phân bổ các vùng theo màu mà không tính nơi ở, nơi làm việc, tuyến đi, di chuyển của một cá nhân có thể phải qua 2-3 vùng khác nhau. Điều này cho thấy lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đầu óc suy nghĩ rất thiển cận. Báo Tiền Phong cũng đưa tựa đề ùn tắc ở điểm ra vào vùng đỏ Cầu Diễn vào sáng ngày 6 tháng 9 phản ánh thực trạng này. Một chuyên gia công nghệ thông tin ẩn danh đã nói với truyền thông quốc tế rằng việc in mã vạch trên giấy mà công an hay nhân viên chốt chặn không có phương tiện đọc mã vạch để nhập dữ liệu vào trung tâm nào hết, chỉ mang tính hình thức mà thôi. Người này phán đoán rằng số mã vạch được cung cấp rộng rãi mà Wi-Fi tức là mạng phát sóng ngoài trời không mạnh thì kể cả các phương tiện ghi QR code chẳng mấy chốc sẽ nghẽn mạnh cho hàng nghìn người tụ tập tại chỗ như vậy. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đang phát biểu trong một cuộc họp bàn chống lây nhiễm virus corona. Có vẻ như cách kiểm soát dịch ở Hà Nội vẫn tiếp tục được tăng cường theo biện pháp cứng rắn mang tính chất hết sức thủ công. Dù nhiều ý kiến đã đăng tải từ năm 2020 nên ra nhu cầu quản lý dịch bệnh bằng con số công nghệ cần kho dữ liệu rất lớn, nhưng chính quyền Việt Nam chưa đạt được mục tiêu đó nên chỉ dựa vào các biện pháp hành chính và thủ công bằng cách in giấy như vậy. Tờ trang Thanh Niên cũng cho hay, bước vào đợt giãn cách thứ tư theo tinh thần chỉ thị 20 của thành phố Hà Nội đã kích hoạt thêm hàng chục chốt kiểm soát chặt người ra vào vùng đỏ, kiểm soát chặt thêm một số chốt đã xảy ra hiện tượng ùn ứ. Tuy thế, logic của Hà Nội, theo các báo Việt Nam và quốc tế, là nhằm cân bằng giữa thiệt hại do phong tỏa gây ra với kinh tế, sinh hoạt xã hội và kiểm soát COVID lây lan. Việc chia các vùng đỏ, cam, xanh là nhằm khoanh vùng nguy cơ cao và nối lỏng cho các vùng nguy cấp, theo tờ báo Thanh Niên cũng chia sẻ. Vấn đề chính, như giới chuyên gia vẫn nói là cần đẩy nhanh tiêm chủng thì nguồn vaccine được về lại có vẻ không đủ cho Hà Nội. Và trước đến nay, Việt Nam luôn tự hào chống dịch, nên họ đã không chuẩn bị để đặt vaccine cho người dân, bây giờ dẫn đến vỡ trận như thế, và cuối cùng kết quả là người dân chết hàng loạt. Facebook Hoàng Tư Giang viết tiếp, dù thanh minh giấy đi đường là mới,
khó, chưa có tiền lệ, rất ít thuyết phục. Nhưng ở góc độ quản lý, thiếu vaccine thì Hà Nội có thể làm gì ngoài siết dần? Với thái độ nhiệt tình cách mạng của một số tổ chốt ở Hà Nội, Facebook Hà Thu viết như sau: không ai cản được họ, hừng hực khí thế ra quân chặn chốt, chia nhau trực ngày trực đêm. Có chốt hai bác dân phòng mặc đồ dân thường cầm cái dây răng ngang hạ xuống nhấc lên vung vẩy mặt đường, các bánh xe cùng người dẫm qua bất kể trời mưa nắng. Như vậy đủ biết chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là chính quyền Hà Nội, đã vô cùng sai trong việc chống dịch và làm gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp như thế nào. Mấy làn dây dọc ở việc chặn xe, xét giấy tờ ở các chốt làm chậm tốc độ giao thông và khoáng bụi đường lên tiếp xúc rất gần, e rằng phát tán bệnh nhanh hơn. Những người đi đường ở đây đã có nhận xét như thế. Đây là hình ảnh một người dân đang len qua lớp rào chắn dày đặc ở ngõ Phất Lộc, Hà Nội. Trước đó vào hôm 3 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký một chỉ thị, trong đó có đoạn nói về việc phân vùng là để phòng chống dịch, không phải là phân vùng để quản lý hành chính. Câu chuyện này đã thu hút hơn 2.600 phản ứng trên trang Facebook của đài BBC tiếng Việt vào cuối tuần qua. Một phần dư luận tỏ ra không tin tưởng vào các biện pháp liên tục thay đổi của lãnh đạo Hà Nội. Facebook Huỳnh Quang Sáng thì viết như sau: qua đợt dịch này, nhân dân sẽ nhìn ra nhiều điều đáng kinh ngạc về trình độ của các quan chức, về vị trí dân đen trong xã hội. Quan chức, những người có tiền vẫn sống tốt, thậm chí thoải mái hơn mặc dù là kéo dài phong tỏa. Lực lượng tuyến đầu vất vả, một thì nhân dân khốn khó gấp 10 lần. Bạn Tâm Đỗ thì viết tiếp như sau: kiềm chế dịch bệnh là bài toán tối ưu, toàn cục với nhiều biến số đầu vào, liên quan đến nhiều yếu tố khoa học và dịch tễ, kinh tế, xã hội, quản lý, điều hành, an ninh, quốc phòng. Họ chỉ biết chống dịch bằng lập chốt kiểm tra giấy đi đường mà thôi. Còn Facebook Sang Đặng thì hiến kế như sau: những người đã tiêm đủ 2 mũi tiêm thì có thể để cho họ hoạt động bình thường, chỉ phải tuân thủ 5K. Nếu cũng áp dụng như người chưa tiêm thì tiêm cũng như không. Tuy vậy cũng có vài ý kiến đề nghị thông cảm với lãnh đạo Hà Nội như của Trần Tâm như sau: sao ở mấy nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia số người mắc bệnh cao hơn Việt Nam mà không thấy đài BBC viết bài nào để cho mấy người nước ngoài biết tiếng Việt vào bình luận. Cứ nói về Việt Nam mãi, đâm ra người nước ngoài họ thiếu thông tin, cứ lao vào bối móc chỉ trích lãnh đạo Việt Nam hoài. Tôi rất thông cảm với họ. Về cách chống dịch của chính quyền Hà Nội, nhà văn Đoàn Bảo Châu nêu ý kiến trên trang Facebook cá nhân như sau: ngu ơi, ngu đến bao giờ? Chống kiểu gì cũng được, nhưng nguyên tắc là không được làm dân khổ thêm, không làm gì để tụ tập đông người khiến virus có điều kiện lây nhiễm. Đây là hình ảnh rào chắn ở phường Kim Liên, ở phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng trong dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua. Việc xin giấy xét nghiệm, việc chờ xét nghiệm, việc kiểm tra giấy đi đường, lên phường xin giấy đi đường, rồi tập trung để xét nghiệm vân vân, tất cả đều tạo điều kiện cho virus lây nhiễm. Các lãnh đạo tại thành phố Hà Nội đang cuống và xử lý vấn đề rất là, thôi dùng từ nhẹ một chút, là không sáng suốt. Muốn dân không ra đường nên đòi giấy đi đường, nhưng để có giấy đi đường thì dân lại phải ra đường để xin giấy. Rồi cả một biển người lần từng mét để trình với cảnh sát giao thông. Xin lỗi, đây là một cách xử lý ngu, vô cùng ngu, hết sức ngu. Thực tế là ai cũng sợ chết. Người dân ra đường khi bị bắt buộc, ra đường để kiếm miếng ăn cho con, chưa chết kệ virus nhưng đã chết vì đói. Cái nào cấp thiết hơn, câu hỏi cũng đặt ra. Chúng ta sẽ phải sống chung với virus corona này lâu dài và hãy dành nguồn lực để làm truyền thông cho thật tốt để người dân hiểu sự nguy hiểm của virus, chứ không phải đưa ra những quy định trời ơi đất hỡi. Ngu, đúng là ngu, đại ngu như vậy. Hơn nữa, hãy hành xử tôn trọng người dân, kiểm tra giấy tờ đi đường là mặc nhiên coi mỗi người dân là một tội phạm tiềm ẩn, phải giấu giếm, phải tạo cơ hội để cho người dân ra đường. Hãy nhớ cho. Và đang mùa dịch, nếu không cần thiết thì không ai ngu gì mà ra đường. Và cũng đừng đưa ra cái quy định xét nghiệm toàn bộ người dân. Mấy ngày một lần như thế, làm như thế cũng khiến virus lây lan nhanh hơn và hệ thống y tế đã quá tải, lại thêm mệt mỏi hơn. Đây là hình ảnh hàng ngàn người chen chúc chờ tiêm vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 25 tháng 6 ở nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Điều này dẫn đến lây lướt virus corona lan nhanh hơn
Người dân cho biết họ có thể lo cho mình, thấy có triệu chứng tức khắc là sẽ đi khám. Đừng có chống dịch bằng ý chí, bằng quyết tâm hừng hực, nhưng thiếu não. Hãy tìm những cái đầu biết tư duy, bàn bạc với nhau cho kỹ trước khi đưa ra những quy định ngớ ngẩn. Sự ngớ ngẩn của một vài cá nhân bình thường chỉ khiến một vài người bị tổn thất. Lãnh đạo mà ngớ ngẩn thì mạng sống của nhiều người dân sẽ bị đe dọa. Nhà văn Đoàn Bảo Châu đã nêu ra kết luận như thế. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu cũng đưa ra ý kiến rằng xét nghiệm toàn thành phố là lãng phí vô cùng. Đến ngày 6 tháng 9 năm 2021, tổng thể Hà Nội đã có 4.119 ca nhiễm. Tuần đầu tháng 9 năm 2021 cho thấy mỗi ngày Hà Nội có trong khoảng từ 42 đến 58 ca nhiễm thêm. Đã là tháng thứ 20 của đại dịch COVID-19 chứ không phải thời kỳ đầu. Đòi loại trừ F0 hoàn toàn ra khỏi xã hội là mục tiêu vô vọng. Cần phải chấp nhận COVID-19 như các loại cúm khác. Chỉ xét nghiệm khoanh vùng chọn lọc, xét nghiệm toàn thành phố là vô cùng lãng phí mà không tìm ra được hết các F0. Xét nghiệm cho 5 triệu người thì đòi hỏi một nguồn kinh phí khổng lồ lên đến cả 1.000 tỷ đồng. Nếu tính chỉ xét nghiệm cho 3 triệu người cũng cần kinh phí đến 600 tỷ đồng. Xét nghiệm trên toàn thành phố trong hoàn cảnh Hà Nội hiện nay sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho người chưa bị lây nhiễm. Và về việc áp dụng giấy phép đi đường, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu nói tiếp như sau. Không ai có thể hình dung là Hà Nội lại kiểm soát dịch bằng giấy đi đường lạc hậu, phiền phức, lãng phí, không hiệu quả, tăng khả năng lây nhiễm đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 9 năm 2021 với bản tin Phong tỏa Hà Nội, Chu Ngọc Anh tiễn dân về trời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.